Vâng, chữ ống kính của bonsai linh vượng đó là một tác phẩm cây sung. Thì quý vị quan sát cái cây sung này này. Một cây sung có thể nói là cây sung đột biến các bạn ạ. Đây các bạn quan sát kỹ nhé. Có thấy cái điều gì khác lạ không ạ? Đấy, bonsai linh vượng quay rất kỹ từ trên xuống dưới các bạn. Ngắm thật kỹ này, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới này. Tại sao bonsai linh vượng nói là cây sung này là cây sung đột biến? Thì sẽ có lời giải ngay bây giờ các bạn ạ. Đó, ngoài cái sự sần sù u biếu toàn những lu gai như con cóc cóc vàng các bạn ạ, thì có thể khẳng định đây là một cây sung rất già. Đấy, một cây sung quá già. Thế nhưng các bạn nhìn kỹ xem nào, có thấy cái cuống hoa cái cuống quả bao giờ chưa? Chưa thấy một cái cuống quả và chưa thấy có quả nhé. Đó, rất đặc biệt. Thường thường các bạn cũng bao giờ cũng thường nói là những cây sung mà nó chưa đủ tuổi hay nó non thì nó không ra quả, hoặc là do một số những cái nguyên nhân gì đó thì nó không ra quả. Những cây sung này thì nói với độ già thì quá già, già kinh khủng các bạn. Già già đến lu biếu gai toàn thân từ gốc đến ngọn này, thì nói với độ già thì cái này gần như không có đối thủ với độ già của nó. Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa có quả? Còn nếu như những cây sung này mà đã có quả rồi nhé, thì chắc chắn còn lại những cái cuống quả. Nếu như rụng quả thì vẫn còn lại những cái cuống quả ở trên cây, trên thân cơ. Nhưng các bạn quan sát, tôi quan sát rất kỹ rồi, không thấy một cái cuống cuống quả nào ở đây. Đó, có lẽ là cây sung này là một cây sung hạt được mọc lên, và trong cái sự biến đổi gen trong cây sung thì nó tạo thành một cây sung này là cây sung đột biến không có quả các bạn ạ. Thì theo đánh giá của các bạn thì các bạn nghĩ thế nào, có đúng không ạ? Thì các bạn cứ cho lên bình luận vào tại sao là bonsai linh vượng lại thấy nó có lạ như vậy. Hay một số anh em ấy thì thường nói là dòng sung đực và sung cái. Sung đực thì nó không ra quả mà sung cái thì có quả, theo anh em thường nói chuyện như vậy. Và trong câu chuyện nửa vui nửa thật, không biết là đùa thật, thế nhưng mà đúng là đi tham quan rất nhiều nơi, hoặc là như ở nhà chúng tôi cũng thấy rất nhiều những cây sung tuy nhỏ bé con thế nhưng lại ra rất nhiều quả, chứ không phải là độ già. Nhiều người cứ nói vào cây này của tôi chưa già, những cây này thì nói với độ già thì quá già rồi các bạn, thì không thể nói với độ già hay không già mà có quả hay không có quả, đúng không? Dòng sung mà có quả hay dòng sung không có quả đó là một cái dòng giống. Có vẻ cây sung này là đột biến, còn ngoài thiên nhiên thì các bạn nhìn thấy gần như cây nào cũng có quả. Nó ít những cây mà nó không có quả như thế này. Đa số là những cây sung ngoài thiên nhiên là sẽ có quả. Nếu mà tìm được những cây sung mà không có quả như thế này thì cũng thật là thực sự là hiếm. Chính vì hiếm như vậy thì bonsai linh vượng mới nói là đây là cây sung đột biến. Đây, các bạn nhìn cái độ gai lu từ gốc đến ngọn này, này. Như thế này thì không ai có thể nói là cây sung không có tuổi được. Độ già của nó thì kinh điển này, này. Lu gai từ gốc đến ngọn này. Kể cả tay cành chi răm đấy nhé. Đó, tay cành rất già. Thì theo một số ý kiến của một số anh em thì nói là những cây sung họ cắt tỉa liên tục, họ là bóng liên tục thì nó cũng không có quả. Thì bonsai linh vượng cũng không thấy đúng. Bởi vì những cây sung mà là bóng cắt tỉa liên tục như vậy thì nó ức chế, nó sẽ ra quả ở cái phần thân đây này. Thường thường nó sẽ ra quả ở trên tay cành đúng không? Thân cành các thứ như này. Thế những cây mà nó cắt là bóng như thế này thì nó ức chế, nó sẽ ra quả ở thân gốc này. Phần gốc nó sẽ ra rất nhiều quả này. Đó, nó sẽ đùn ra những cái cuống hoa ở đây. Và rất nhiều những cây sung bonsai linh vượng thấy họ là liên tục, bóng lúc nào cũng dăm cắt rất là cẩn thận,
và thấy rất nhiều quả ở cái thân cây các bạn ạ. Nó mọc ra từ cái thân cây. Tức là họ nói là khi mà mình là bóng nhiều thì cái trên canh này, nó sẽ hạn chế ra quả. Thế nhưng ngược lại nó sẽ đùn ra ở cái thân. Đó, tức là nó cái sự ức chế của nó. Thế nhưng đây cái này thì cũng là bóng liên tục, cắt liên tục. Thế nhưng mà cái phần thân này đi vùng quanh cũng không thấy một cái cuống quả nào. Để các bạn đi nhìn nhé. Nói về độ già thì miễn bàn rồi. Còn về cây sung để rong tự nhiên thì ra quả thì cũng có cây là tự nhiên thì ra rất nhiều quả, nhưng có cây thì là bóng vẫn ra quả bình thường mà các bạn nhìn này. Đó. Không thấy có quả ở toàn xung quanh cây. Chính vì vậy có thể nói cái đây là cây sung đột biến. Rồi, đúng là cây sung cóc vàng, mình cứ nhìn không để ý đấy, cứ nhìn thấy nó ra cóc xù xì như con cóc vàng thì nói cóc vàng, bây giờ quay đến đây mình phát hiện ra là cây sung cóc vàng. Có lẽ những cái hàng như thế này lại đang trở nên hiếm các bạn ạ. Những cây sung mà ra trái thì nó là cây sung bình thường rồi. Những cây sung này chưa thấy có quả bao giờ, chưa thấy trái này. Nhìn khắp mà không thấy cuống quả này. Còn nếu những cây sung mà đã ra quả chắc chắn là còn lại những cái cuống cơ. Và cái cuống đó họ chỉ tự dụng quả đi, xong nay mai tự cái cuống đó nó lại ra tiếp tục ra quả, ra liên tục và nhiều đợt. Khi còn cái cuống quả thì nó cần ra nhiều, ra mãi. Đấy, cái này họ thì cũng là bóng là dăm cẩn thận này, rất là kỹ, cắt thì sạch sẽ gọn gàng. À, xin chào mấy anh em, lại mới đến à? Đấy thì bonsai Đinh Vượn muốn giới thiệu tới các bạn, đó là một cây sung đột biến. Đây thì các bạn cũng rất may có một cây sung bên cạnh này các bạn nhé. Nhìn cái tuổi đời cây này thì sẽ là cây sung chưa được già lắm đâu các bạn ạ. Thân pháp rất là nhẵn nhụi đây các bạn này. Đó. Đây các bạn thấy không? Nhưng ngược lại cái này đây, quả đây các bạn. Đó. Đây này, khi mà nó rụng thì nó còn lại cái cuống quả này các bạn nhé. Thì cái khi mà còn cái cuống quả này thì hết quả này, đoạn xong tự nó lại đùn ra quả ở những cái cuống này. Nó lại ra hết đợt khác. Cái xong sang năm nó rụng đi nó lại ra tiếp tục. Rồi. Chứ không phải là cái cuống quả này mà nó hết. Cho nên là các bạn chú ý là khi dùng cái sung này thì các bạn khi dùng thì không được vặt bỏ cái cuống quả này nhé. Cuống là đây đây, tự nó lại đùn ra này. Và nó ra tiếp tục ở trong này, nó cũng đùn ra cái quả này. Đấy. Tức là chắc chắn là nếu như cây sung mà có quả thì họ sẽ không bao giờ vặt bỏ cuống. Cái này thì không ai nói là cây sung già đúng không? Nhìn thân nó nhặn như thế này. Như thế này phải là so với tuổi đời cái kia thì nó sẽ còn non hơn nhiều. Đấy. Và đây họ cũng đang nà bóng đây. Đợt này mới được lên đây. Họ cắt bông cắt dăm liên tục đấy các bạn. Đợt này nó mới lên đấy. Họ cũng ép vào bông tán. Một cây sung rất đẹp đấy. Một cây sung dáng hoành bàn trà. Đó. Thì có lẽ cái cây sung cóc vàng cái là một cây sung đột biến, không có quả các bạn. Thế nó mới cũng là cái điều đặc biệt, gây sự tò mò chú ý của nhiều người. Đấy, cây sung như này thì đây quả dày đặc đây. Đấy, khi họ cắt như thế này này, thì trên cái tay cành này, chi dăm của nó sẽ không ra được quả nha các bạn nhé. Tại vì họ cắt nhiều thì nó sẽ ức chế và ra quả ở thân, thân cây và gốc cây đây các bạn. Đó, bonsai Đinh Vượn nói rất chính xác đây nha các bạn nhé. Nó sẽ ra ở thân, ở cành này. Còn nếu như mà không cắt tỉa nhiều thì nó sẽ ra rất nhiều ở những cái lách cành đây này các bạn này. Đó. Nhưng khi họ cắt tỉa nhiều thì nó lại sẽ đùn xuống cái thân và gốc. Quả nó sẽ đùn ra đây. Đây là cái minh chứng. Đây, cuống quả rất nhiều đây các bạn. Đó. Nó sẽ đùn dưới tận gốc đây các bạn. Đó, một cây sung đây cũng được cắt tỉa bông tán liên tục đây các bạn, chứ không phải là không cắt tỉa nhé. Có phải là đột biến không các bạn? Các bạn cho ý kiến và cho lời bình các bạn nhé. Rồi, bonsai Đinh Vượn xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.